Trưa cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Mohapohen Chiraki Hing Samrin đã có cùng chứng kiến và thực hiện nghi thức động thổ xây dựng tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia, quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng Campuchia. Công trình có tổng giá trị khoảng 25 triệu đô la Mỹ được phía Việt Nam viện trợ tài chính không hoàn lại cho phía Campuchia, mang tính biểu tượng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác đoàn toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.